Cũng tại tỉnh Bình Dương, vì có chiếc sân rộng thuận tiện cho việc tạo không gian sinh hoạt vui chơi, thế nhưng gia chủ có thói quen dựng tạm xe máy ngoài sân rồi vào nhà ngủ trưa, đã mất một lúc hai xe máy. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, hơn 14 giờ chiều ngày 6 tháng 9, một người đàn ông xuất hiện tại khu trọ trên đường Trương Văn Vĩnh, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau một lúc quan sát, người này dùng kim cắt ổ khóa cổng, đi vào bên trong, trộm chiếc xe trị giá hơn 50 triệu đồng ngay sau đó có thêm người khác đi vào và dắt trộm chiếc xe máy còn lại thời điểm này người dân ngủ trưa bên trong nhà nên không ai phát hiện vụ việc trước khi rời đi một đối tượng còn khóa chốt cổng người dân đã trình báo vụ việc với cơ quan công an